thành công rồi anh em ơi thành công rồi anh em anh em thấy không ạ à? đây là cái file quạt ha thầy đã thức xuyên đêm để mà nghiên cứu cho anh em cái cái mẹo mới đây anh em đây là mẹ quen to quen bự hôm nay thì muốn giới thiệu với anh em một cái mẹ quen to quen bự anh em áp dụng và anh em làm ha làm được rất nhiều câu nha trong cái 300 câu phần chữ là anh em không bao giờ phải lo ngại luôn rồi đây anh em nhìn nè đó mẹo quen to quang bự nhìn vào đáp án đó mà có ít nhất hai hoặc ba đáp án có từ quan sát trở lên đúng mà là ta chọn ngay đúng mà quen nào dài là quen nó đúng à quang nào nhiều dòng nhiều chữ anh em là quang nó đúng nha lưu ý trường hợp nếu mà hai câu bằng nhau anh em thì ta chọn câu ở phía trên nha chúng ta chọn câu ở phía trên là câu đó đúng nha anh em rồi lưu ý nếu mà trong cái mẹo quen chúng ta mà chúng ta thấy là sao à có mẹo cả thì chúng ta ưu tiên áp dụng mẹo cả trước nha rồi sau đó mới ta áp dụng mẹo quang ok làm thực tế anh em nha như câu này anh em áp dụng mẹ của, thầy vào anh em làm được liền là anh em nhìn anh em thấy mà đáp án một có quan đáp án hai có quan đúng không đáp án ba có quan rồi cả ba ông này đều có quan mình chọn ông nào nhiều hàng nhiều chữ nhất thì ông đó auto đúng nha anh em rồi anh em nhìn đi anh em có phải là đáp án giữa đúng không anh em là đáp án số 2 đúng không anh em nhiều hàng đúng không nhiều chữ hơn đó những đáp án còn lại thì nó auto đúng thấy chưa anh em làm sao sai được nha tiếp theo nè anh em nhìn đi ha đầu câu có quan nè thấy chưa anh em đó hoặc giữa câu có quan nói chung là chữ cần đáp án nó có quen thôi thì mình áp dụng ha mà ít nhất là phải có hai đáp án trở lên đó đều có quen rồi đáp án số 1 có quen không anh em có thấy chưa rồi đáp án thứ hai không có quen không sao nhưng mà đáp án thứ ba này anh em lại có quen thấy chưa anh em đó có chữ là sao à quan sát này anh em thấy chữ phải quan sát đúng anh em đó rồi áp dụng đây quen nào dài là quen nó đúng nha nhưng phải có ít nhất là hai đáp án có quen nha anh em rồi làm sao sai được nha anh em rồi câu tiếp theo nhìn vào là anh em biết ngay đáp án rồi thấy chưa anh em đó nhìn vào là sao mà thấy quen rồi nè anh em đó quan sát rồi ông nào quen dài ông nào bụng bự ông nào quen lớn là ông đó là là quen 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 đúng nha anh em đó đã nói quen là không vừa sai cả nha đó rồi ok câu tiếp theo anh em anh em thấy mẹo thầy làm được rất nhiều câu đúng không anh em đây nè thấy chưa rồi đáp án một có quan, đáp án hai có quan, nhưng mà ông nào quan bụng bự hơn, ông nào nhiều hàng nhiều chữ hơn, ông nào tay dài hơn thì ông đó là đúng nha. đã nói quen là không bao giờ sai cả mà quen lớn nữa là chưa, làm sao mà sai được? thấy chưa anh em? rồi câu tiếp theo có quan không anh em? anh em nhìn vào đáp án một có quan anh em, có quan nha. dù nó ở đầu câu hay giữa câu gì cũng được hết, miễn sao có đáp án, đáp án có xuất hiện từ quan thôi, đúng chưa? mà ít nhất có hai đáp án đều có từ quan thì mới áp dụng được mẹ với anh em. rồi đáp án thứ hai có quan anh em, có quan luôn nha. Rồi đáp án thứ ba có quen luôn đúng chưa anh em? Vậy thì, thì cả ba đáp án đều có quen. Rồi mình nhìn vào đi, ba đáp án này đáp án nào đúng mà nhiều hàng, nhiều chữ đúng mà. Đó thì là đáp án nó đúng thế chưa anh em? Đáp án số số 2 làm sao mà sai được. Phải chưa anh em? Đó, nhiều hàng nhiều chữ nhất đúng không anh em? Đó, cứ nói là quen này quen lớn nhất đó anh em. <laughs> thì làm sao mà không sai được? Quen lớn là không giờ sai được nha anh em. Rồi câu tiếp theo. Anh em nhìn vào cái là anh em biết được cách làm này nè. Đó, anh em nhìn đi anh em. Rồi, đáp án số mấy anh em? Đáp án số số 1 đúng chưa quan này bụng bự hơn đúng không quan dưới bụng nhỏ hơn thế anh em vậy thì đáp án nào quan to là ông đó quan đúng thôi rồi câu tiếp theo anh em ơi anh em nhìn đi anh em đó đáp án số 1 có quan phải không anh em rồi đáp án thứ hai có quan luôn đúng chưa anh em đó rồi chỉ cần là thỏa mãn được hai cái hai cái đáp án có quan thôi là mình áp dụng rồi hai hoặc ba đố mà là áp dụng được rồi được chưa B bốn cũng được nói chung là miễn sau có ít nhất là hai đáp án có từ quan thôi rồi nhìn vào anh em quan số 1 với quan số 2 quan nào dài hơn em cái trường hợp này anh em nhìn anh em hơi khó phân biệt này đúng chưa dòng thì giống nhau đúng mà kết thúc là sao à chữ nó cũng mà bằng bằng nhau đúng chưa cái lưu ý này có thầy đó anh em là nếu mà trường hợp hai đáp án đúng mà nó dòng nó dòng chữ nó bằng nhau thì mình ưu tiên chọn quan nào nằm trên đúng chưa là quan nó đúng nghe chưa đó quan nào nằm trên là quan nó đúng thôi rồi câu tiếp theo anh em rồi anh em nhìn vào đây à có quan không anh em có quan nha đó rồi đáp án thứ hai cũng có quan đúng chưa anh em rồi nhìn đi ông quan ông quan nào lớn hơn thì ông quan nó đúng thấy chưa anh em làm sao mà sai được thấy chưa nó dễ lắm anh em mình đã thức trắng đêm đã nghiên cứu cái mẹo này đó câu tiếp theo anh em ơi nhìn vào đáp án số 1 có quan không anh em có quan đáp án số 2 có quan nhưng mà đáp án số 3 đúng không là sao à là cả đúng chưa vì chúng ta áp dụng đúng mà là quan cả là quan đúng đúng không chúng ta áp dụng vào vào mẹo cả đúng chưa anh em đó cả là lớn hơn quan to quan bự mà quan anh nữa là quan cả là đúng rồi anh em rồi thấy chưa ạ à? câu tiếp theo anh em ơi nhìn vào đáp án một có quan đúng chưa đáp án 2 có quan đáp án 3 cũng có quan rồi trong ba quan này ông nào quan nào to nhất đúng không ạ ông đó là quan đúng nha không bao giờ sai được phải chưa anh em rồi mình nhìn vào đây ông nào dài nhất ông nào to nhất có phải là quan số 1 đúng chưa anh em đó làm sao sai được ha thế anh em thấy hay không anh em đó anh em thấy thầy nghiên cứu mẹo này hữu ích không anh em qua hữu ích nha tiếp theo nè anh em đó nhìn vào là biết liền anh em Thấy chưa? Ở trên đáp án 1 có quan, ở dưới đáp án 2 cũng có quan. Rồi, ông quan đáp án 1 là dài hơn, to hơn, bự hơn. Vậy thì ổng là đáp án đúng là đáp án số 1, phải chưa anh em? Rồi, câu tiếp theo anh em ơi. Nhìn vào anh em làm được liền liền nè anh em. Quan nào to hơn anh em? Đó, thấy chưa? Đáp án 1 có quan, đáp án 2 cũng có quan. Vậy thì đáp án 1 là đáp án quan, quan to, đúng chưa anh em? Đó, làm sao sai được. Rồi, câu tiếp theo luôn câu đáp án một có quan anh em có Phải là đáp án hai có quan đáp án ba có quan đáp án bốn có quan trường hợp này đúng mà là chúng ta chọn cái đáp án nào quan to dài nhiều hàng nhiều chữ nè anh em nhìn vào cái đáp án số 3 và đáp án số 4 là chúng ta đang phân vân tại vì sao ạ à? dòng đúng mà là cũng là ba dòng nhưng mà cái chữ cuối nó cũng dài dài bằng nhau đúng chưa anh em vậy thì chúng ta nhớ cái lưu ý của thầy là sao ạ à? trường hợp mà hai cái đáp án đúng mà dòng chữ bằng nhau chúng ta ưu tiên chọn cái đáp án nào nằm phía trên đó quan nào trên là quan nó đúng nha anh em rồi đáp án số 3 làm sao sai được anh em thấy cái mẹ của thầy hay không anh em anh em thấy cái mẹ của thầy hữu ích không anh em thầy đã sức chắn đêm đúng mà để nghiên cứu cho anh em nha nhớ là sao à? phải có hai đáp án có quan trở lên nha trường hợp mà một đáp án có quen những đáp án còn lại không có quen thì chúng ta không áp dụng được nha anh em không áp dụng được nha anh em nha rồi ưu tiên là sao ạ à? chọn ngay là sao ạ à? quen cả nha nếu mà quen tất cả đều có quen mà có chữ cả là quen cả là quen đúng nha anh em áp dụng mèo cả nha anh em ok còn lại chúc tất cả anh em thấy cái mẹ quen của thầy hay anh em là sao ạ à? hãy tìm thầy nha anh em ai ai chưa polo thì follow lại nha anh em đó, và comment một cái bình luận muốn thầy chia sẻ thêm cái mẹo nào thì cứ bình luận vào đó nha anh em rồi thầy chúc anh em tất cả anh em có một mùa thi đó mà có một mùa học là thật là sao à hiệu quả nha anh em Thi mà phải ăn ngay rồi cảm ơn anh em rất nhiều chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha